bữa cơm của gia đình người Việt thì luôn có một gia vị đặc biệt không thể thiếu. Quý vị có đoán được là gì không ạ? Đó chính là nước mắm. Chén nước mắm thì luôn được đặt giữa trong mâm cơm, biểu tượng cho sự gắn kết, tình yêu thương cùng nhau chia sẻ. Nước mắm sản phẩm nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận, phân bố huyện Thuận Nam. Nằm trên ranh giới giữa hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, xưa nay nổi tiếng với nghề làm nước mắm. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vùng biển Cà Ná rất nhiều thứ thuận lợi cho nghề làm nước mắm. Nguồn cá cơm dồi dào, đây là nguồn nguyên liệu chế biến nước mắm truyền thống của địa phương. Bên cạnh đó, đồng muối Cà Ná được xem là loại muối tốt nhất Đông Nam Á, rất thuận lợi cho chế biến nước mắm. Ngoài ra, Cà Ná có số ngày nắng và nhiệt độ cao nên rất tốt cho quá trình hấp thụ và giữ nhiệt để tạo ra nước mắm ngon. Để cho ra những giọt nước mắm hảo hạng là cả sự công phu và đó là bí quyết gia truyền của mỗi gia đình làm nước mắm ở Cà Ná. Cá cơm phải là loại cá cơm to, còn tươi, vừa được các tàu của địa phương đánh bắt từ vùng biển Cà Ná về. Muối được lấy từ những cánh đồng muối của xã, để trong kho từ 1 đến 2 năm rồi mới mang ra dùng để chượp cá. Cá cơm đưa từ cảng về được ướp muối theo tỷ lệ 3kg cá và 1kg muối. Quá trình muối chượp này phải kéo dài từ 12 đến 24 tháng. Không biết là trong suốt 15 tháng thì mình có cần phải đảo lại cá hay là có cần phải có những cái bước can thiệp vào cái bể cá của mình không ạ? Như là cũng 7-8 tháng có thể mình lấy đá lên. Mình đá mình để riêng, mình rửa riêng. Rồi mình lấy cái vỉ mình ra mình giặt, mình mới để vô lại. Phải ít nhất là 15 tháng. À, nên cái hồ cá mình nó mới chín. Nó chín rồi nó mới thơm. Đây là một bể mà mình đang... Cái bộ này là đã chín rồi. Dạ. À. Và mình đang dẫn nước mắm xuống đây đúng không ạ? Rồi, à, mình cho chảy xuống. Trên này mình cho nó chảy xuống cái hồ con. Hồ con khi mà nó đầy cái hồ con á, thì mình sẽ dùng cái bơm, mình bơm lại lên trên hồ mẹ. Và cứ đảo lên, đảo xuống liên tục đến khi nước mắm thật sự là nó thơm. Cô ơi, nước mắm sau khi được ủ chượp đủ thời gian thì mình sẽ đưa qua các bồn chứa ở đây đúng không ạ? Cái thời gian mà 1 năm rưỡi đến khi mà cá nó chín rồi thì mình là mới là đưa đi đo đồ đạm xong rồi mình đưa vô thùng này rồi mình mới chiết rốt ra đây. Ở đây thì cháu còn có thấy là có một cái hệ thống lọc nước mắm trước khi mà mình đem đóng chai đúng không cô? Cái này đây như là nước của mình uống vậy á, cái lọc nước á đó, thì mình mua về để mình lược cái mắm cho nó sạch sẽ, nó không có còn vi khuẩn gì nữa. Cùng với thời gian, nước mắm đã tồn tại lâu đời trong tâm thức cũng như là văn hóa của người Việt. Với hương vị đậm đà, nước mắm đã không chỉ là một loại gia vị mà còn như là một món ăn hiện hữu trong những bữa ăn thân thuộc của mọi gia đình. Sản lượng 130.000 lít trên một năm hiện đang được tiêu thụ trên cả nước.